đầu giờ gặp cái ổi nhiều quả. Chín rồi đấy, quả này ổi thóc chín ăn được rồi đấy. Về uống canh. Vâng, bây giờ mình thì bình thường thì anh thích vít vít mềm mại thì nữa thắt mềm. Này thì cái vít thoải mái. Đang làm cái cắt giật thôi. Mềm mại thoải mái, bắt mềm. Cắt giật thôi. Ổi nó dẻo. Cắt giật thôi. Cái này đây quả. Cây này cũng có quả già. Không, đây là bọn em không bón đâu anh yên tâm, bọn em làm trên rừng trên núi này không có ổi đâu. Anh mua đoạn này lúc nào không quả? 12 đồng chí ơi. 12 xong luôn. Thích mỗi nhiều quả. Quả này là chín rồi đấy. Nhìn trắng 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 này. Không, đâu này không có thế. Mỗi cái bên kia đấy. Gửi vào ông làm đá. Làm 12 cái được để múc. Thôi thôi thế lại đi lượn cái bé xem bé cái kiểu đó. Cây này ngang tuổi cây này đấy, ngang tuổi đấy. Cây này mà để bán nước được bệt bệt dẹp mềm. Ôi cái mẹ cái mùn ạ. Mùn đen. Mùn. Mùi hồng. Mùn. Đây xem lại cây này. Cây này chê mỗi cái là cái tử này. Mấy thô quá. Đây. Được mỗi điểm là nhiều quả. Chứ còn cái này tìm cái già được. Này lâu phết anh. Được mỗi cái là nhiều quả. Đẹp. Vâng, nhưng nó cũng đầu nó mọc khô rồi. Đấy. Cây mùn được bao nhiêu? Ủa toàn là toàn đây. Sóng chặt đấy nhỉ. Hút hồn ở lúc kết quả thôi. Chứ còn ông bình thường. Đang ra lục. Bật lá lá đây, bật lá là mầm nhỏ. Cái này chưa có thể bán trước. Xem lại cái. Được. Ông đồng bảo là 28 hay bao nhiêu? 28 nhưng mà mình trả thấp hơn. Mình nói thô thôi. Rồi, để sang mua. Cái này thì đa số người xem là bị hút ở cái quả. Nhưng mà không có quả thì nó cũng thường. Cái tử cái này thì đang quá thô. Cơ bản là cũng chơi được, nhưng mà chơi quả, cái chơi quả. Đây làm cái mini. Mini đặc siêu. Ủa, cái này đâu dưới dưới. Con này lại phải cái này có quả. Con này lại phải ngồi lên hòn đá. Đó phải chơi kiểu này các bạn. Chắc bệ được. Vâng. Ôi giời. 5 triệu đô. Trường này cũng trường này cũng đang nghe này mẹ như mẹ rừng mẹ rừng quả tròn mẹ chua mẹ quả nó bằng đầu ngón tay này đua hết nhưng mà mẹ nó như quả bồ kết đúng không, cành nó dài quả không quả không quả khác, quả khác thái à. Quả này là quả tròn như bibi ấy à, thế à? Chua ăn thì chua thì cối rồi nhưng mà cái này thì quả khó lắm. Thái quả đây quả đẹp lắm. Mẹ rừng mà nó chỉ mọc cái rừng mọc hoang chứ chả ai trồng đấy. 5 lít à? 5 lít. Xin cá phát tài phát lộc đây, nhìn lại biết cây của ông Trung Dâu rồi. Tài thì ghê đấy. Chuyên mang phát tài đi.
nhưng mà ông mà ấy là cứ ngồi trong xe kìa, ngắm đã, cây nào tập trung nhiều là sau đi ra cũng à là cắt rồi à? Đó lần này nó còi thế nhỉ? Hôm qua nó qua là tông này thì là cho vào xe thì là có một cái đồng chí mà ở đấy ông có một hội khoảng tầm 6-7 ông ấy. Vâng. Bắt đầu ông cứ rủ gạ lại để người uống rượu ở thôi đầu thì uống rượu mình bảo như vậy. Rồi đấy thì hôm nay là đi một mình thôi ra. Đây hai tay một ngọn đấy. Bảo. Cái đoạn này sướng. Thì lệ quá sao. Đang bảo làm hai chỗ này ngọn này để làm này hôm nay. Lát nữa thử vào dây. Em vào luôn. Cái này vào dây á? Vào dây em thì em không vào dây. Cất giật thì vào dây. Thả cho nó to, nó cho nó cất với cái này đã xong hắn làm. Ừ. Bây giờ làm cũng được rồi. Ừ. Nhưng mà nó sẽ cái cổ này nó sẽ lâu to. Tay bằng ấy chưa chắc nó vào được. Trông bằng ấy đây nhưng mà vào không cẩn thận này bỏ luôn. À. Thường vi khá là giòn. Thường vi nó giòn nó không gãy nhưng mà cái lớp vỏ ngoài nó mềm. Vào dây nó lặn này. Da nó gần da sấy. Mềm. À đây, cái cây vừa mới mang về đây. Để mà cho vào thùng này. À. Chuyển xe khách này là nhanh nhất rồi. Chuyển quả chuyển xe khách này là nhanh nhất rồi. Chứ chuyển lấy cái đồ tiếp theo chứ. Ở đây hôm nay lại cơ. Nay lại lên cây hay quá nhỉ. Cái này thì chết cứ mỗi hôm lại cứ buồn lắm cứ cứ hết rồi. À hết rồi. Đây cái sau này vẫn bị nghiện. Đúng. Bởi vì là có một số cái loại dành bé đấy. Nó đẹp không thể tưởng được. Này thì là mười mấy đây anh? Hả? Mười mấy? Đây 14. Đấy, quả to đùng rồi. Tông này tông tơ tóc. Nhà anh cũng đang có một cây nó kiểu đấy nhưng quả nó cũng là dáng tơ tóc nó phải lành tít thế này. Chuẩn bị. Cái này thì kỹ rồi. Cây đồ chơi, nếu mà để tôi chơi biết kỹ là góc phải lành. Cái này là ra dây lâu rồi. Giờ mà đã ra được dây rồi thì cứ giờ chỉ có cắt giật những cái răm thôi. Không cần phải vào dây nữa. Nhiều bố này. Cái kia dài là lông nhỏ. Xanh á. Hai thần đưa vẫy nhau đẹp. Xanh á. Còn đấy thì em không quan tâm vào đấy. Đây nhiều người vào xem có được tiền không? Ra. Có được cái gì không? Cái gì cả? Nhiều người vào xem có được. Anh chỉ có anh tiền thôi. À? Chỉ có anh tiền. Thế sao hôm nay người hỏi ấy nó bảo có? À có người có người không? Cái gì nhỉ? Đỗ Sinh nhỉ? Ui, đô sinh thì đi làm thương mại nói gì? Đô sinh là thương mại. Đây, em vẫn khoái con này. Xem một bác đô sinh biết cái này à? À thế à? Bao xem đây là mấy người ấy này. Đấy như 400. Bán đều 18. Đấy. À, anh Trương có biết ông Hiển ở Hải Phòng không? Ai? Hiển. Có biết. Không biết à? Và ngày xưa mà hay lấy cây của anh lắm. Cả cây này nữa anh không thích cứ để lại em nhé. À, không được rồi, ok, bây giờ đang làm yên tâm. Chắc là chơi muốn là có hoa này, bây giờ làm. Lúc nó ở nhà, nó còn ở nhà em là đang có hoa. Cho mang đi hết được. Cái kia hôm qua là vừa lấy hoa. Hôm nay tốt mới kìa. Mấy ông ở đấy thì các mấy ông thích ổi với lại toàn là xanh thôi. Vâng, ổi với xanh. Nhà với những cái xanh kinh đó. Xanh chín. Chúng ta có sang xem được cây ổi to anh? Có xem được. Cả cái ổi nhà mới đồng chí đấy, mấy cái ổi ông vứt ở nhà ông gì đấy thì cây à, nhà mới. Nhưng mà làm cái này lâu, làm được ấy. Đang ấy bảo là anh kiếm cách giúp em thì em đẩy. Ông ấy kiểu giờ này cần tiền sao, ngày xưa hỏi không quan tâm đâu. Chỉ đăng lên cho vui thôi. Mút hồn rình rành nữa. Đấy. Nước niếc phả lâu rồi đây. Chân bệ.
Bản này dính gốc này đừng có gọi là phu thê mà chết đấy. Có cả tử đây, giống gia đình nhưng mà không phải. Tử thì đúng rồi, phu thê thì chưa hợp. Đẹp đấy. Này mà lấy bằng con tiền con hôm trước mà múc nhỉ. Cốt này là hơi chuẩn một sai đấy. Đẹp đấy. Đẹp. Cho vào gắn hạt vào trong này để không để xem lược một đường dây có lược rồi không. Dùng được tử vi này khó lắm. Đấy lược mà lược căng nó vẫn vẫn bỏ. Em đang ngày xưa em đang để cái này để cho nó ngậm bớt cái này này này. Cái đấy chắc chắn sẽ níp rồi. Vâng, cái tường vi nó sẽ lấp được hết. Đây nó sẽ sau nó sẽ thành cái này này. Tường vi là sẹo này quá nhách rồi. Đấy, thì nó lại thành như cái u ở đây này. Này, này tậu này. Không. Thành tuyệt. Nhiều tiền nó là đại ca. Đây là mang ra sửa hộ ạ. Bây giờ là giật hay là vào dây? Giật đẹp hơn. Giật. Đừng vào dây. Đừng vào dây. Giật. Là nhưng mà vào dây anh cũng được. Cho nó đưa nhìn. Cho nó đưa nhìn. Nhưng mà chơi em mà chơi là em không cây này phải, riêng cái này. Giật nó tùy theo đến đúng, đúng, nhìn. Đúng, chính xác. Bây giờ mình vào dây lấy một tí sau này mình vào dây rồi lại giật tiếp mới được. Lấy cái form, lấy cái form dây rồi thì dãy nó ra được cái đường co đẹp. Lấy cái form. Em với bác xem thử nào thì em mới đang học. Nhưng mà sợ cái đường tay tầm này chưa chắc vào dây nó chịu. Nó giòn, tường vi giòn lắm, nó bỏ vỏ. Cái tường vi này vào chỉ cái tầm nó hơi non non thì mới vào được chứ. Dây mà vào cái dây nhôm trắng là bị toác hay nó bị ấy, bị xước vỏ. Nó phải dây vải. Cái này chỉ cần khoảng độ một tuần sau nó phun ra, nó phun ra nhá, kinh khủng luôn đấy, nhanh lắm. Bỏ chót. Nước xấu, cái này nước xấu. Nước xấu. Trước chân em nó không như này đâu, xanh ngắt ra kìa. Chắc là lông cái ông rút một góc mà. Ông đấy chỉ khoái xanh với lại những cây to thôi. Ừ, ông rút một góc mà. Cái này cái gì đấy à? Đường V ấy chứ. À, đường V. Cái này bắt phải đưa dây làm. Cái này đường phố của mình giờ trồng nhiều mà dưới Hải Phòng ấy. Đúng. Hải Phòng nhưng mà nhiều. Lại không có được cái gốc nào to. Ừ. Ít lắm. Nó chỉ bằng cổ tay là cùng. Nó thẳng tuột. Gốc phương này nó tứ diện đế mà tứ diện đấy. Đây này. Này. Đế tứ diện. Đế 24 giờ đấy. 24 giờ. Mình chơi 10 giờ, 12 giờ là đang nghỉ rồi. Cái con cua dễ nó bó mới tản vào, dễ nó khó. Sao mà nào bắt miếc. Long quy xuất động à? Được quá, bó tân ở đây đi, tân. À, lại tân thì. Tân thì kinh nói. Có từng người, có từng thỏ, thỏ Hải Sơn, nguồn gốc của nó. Mẹ gì? Cây này thì nó đúng là kỹ ra bốn chân chơi đúng. Cắt đây làm dáng lão lấy đây lên lắc không cây cây này cây trực cây này chỉ là cây trực thôi đang trực đúng. Hai đang trực đúng. Hai tay một ngọn dáng lão nó dáng gù gốc rồi dáng lão này đi em làm gì có đi bóng rồi anh con bé bé quả tí quần sạch như thế trực mà em cũng có cái này cây trực lười xem trong xe có ông lấy cho cái này bao tiền à. Đây ông chủ đấy. Bán chưa? Chưa, vẫn đang để đây để. Cái này bà đòi bao nhiêu? Chắc cũng khá khá. Hả? Chắc cũng khá khá. Chắc khoảng không bạn. Đẹp đi chơi à? Em chơi ngày xưa cái này là của em anh Trượng mà. À đây. Thế là ông anh thích quá. Ngày xưa em đổi lấy cái ổ ấy. Thì cây này nó bay về xa xa rồi nhưng hôm qua ông anh ông lại đây không? Xem lại ông lại thích lấy lại. Nó để đi dưới này đi. Đúng rồi. Thì cái này nhưng mà bỏ cái trên này chứ. Đúng bỏ rồi. Trên này. Đúng rồi, cái đục của cái đục. Bấm được kìa. Kéo ra cái nhỉ? Dễ này dễ mềm. Không, đắt rồi. Này xanh. Bấm nhiều khi đục vát phát là xong. Bỏ bớt ngọt luôn vì cốt
quá chuẩn một size mà này. Cái này chú nói như mình chưa kỹ, cắt đây lấy đây mình bỏ đẹp cái biểu này. Đúng rồi. Cái chỗ này lấy thêm cái đường này. Đấy là đây. Này. Lên đây cái lấy lại cành giật là. Hai bán nước được. Chỉ chơi này cây hơi cứng. Mà nó hơi truyền thống mà nó không không nghịch. Ai là chơi cái đi à? Chưa cắt thì sau này thu được nó méo, nó dùng cây hơi. Đấy, khóa ngàn cái chỗ đấy. Cấy được vào đây. À không, chỗ đấy còn, ở dưới nó còn. Nói và nói bậy cái rễ này kể cả không ấy đục bỏ bớt cái rễ này thì đục tản bỏ đi. Không, chỗ đấy bệ thưa. Đế rễ nó đang đến đây mà. Chỗ này thì tí nữa lấy cái đục này vát vào chỗ này. Đó, thôi. Cây nếu ấy cứ về sau cây chậu không em? À, bây giờ chắc đất hơi cằn nên thay được. Thay cái chậu nó xứng. Hả? Nếu mà thay phải có cái chậu xứng không thì cứ để nguyên đấy. Cái chậu ra cái chậu một lần ra chậu Đồng Nai hay là một lần nhà Phú. Nếu mà không thua kém bất kỳ ai đâu con này này. Con này chất đấy. Không thua kém bất kỳ ai. Quan trọng là cơ bản nó chưa thực phẩm ta nhìn nó. Người chơi là chỉ biết nhìn lên cốt thôi. Cốt. Nhất là cái đoạn này này. Nó đẹp đoạn này mà cứ đế rồi nó. Đế rồi nó đều. Phía nào cũng có. Chỗ kia dày quá phải bỏ bớt. Đường nhìn cái mặt này sợ nha. Ừ. Nhìn chân quỷ tiếp. Nhiều cái du hôm qua cái đấy bệ nó cũng ấy đi chứ. Không, nó chỉ được như thế này thôi, đoạn này là phía dưới. Còn dưới này thì không thể được. Cái này để dài quá. Phần này dài quá. Chưa gặp được. Tay mình làm sao mình biết không? Mình không biết thì... Không, dần dần nó sẽ ra anh. Quan trọng mình sắm một cái bộ đồ ngon này. Rồi. Chính là em chưa có bộ đồ nào. Sắm được đồ chưa? Cứ sắm dần dần, cứ chơi amateur mà. Đây này. Đồ từ đây đi. Mua được mấy cái đục chưa có cái rùi. Đồ ghê luôn. Đồ ăn. Không, nhiều khi nó làm như vậy nhiều khi mình có. Đây này, cái móng này không lấy nữa đây. Cái móng này. Đây này, nhìn tổng thể cái tay này là cái móng nó ăn dưới đấy các bạn. Vô duyên nhất đấy. Đây các bạn lấy cái cốt này các bạn. Không phải lấy cốt đấy cả. Biết là nó đây nhưng mà có thể là thu ngắn mà ghim nó xuống này. Lấy đoạn này này, bỏ đoạn này này. Lấy đoạn này là ghim xuống. Đấy. Ghim hay là bỏ hẳn? Cứ bỏ cái phần trên cứng lắm thế này là trên, cứng mà. Trên này. Bỏ nó 2 nhịp lên, nó có 2 nhịp nữa lên. Nếu mà bỏ hẳn đây thì cũng được, nhưng mà sau chơi sâu thì được. Sâu thì được. Đấy, ông ngày xưa là cũng ghim xuống ấy, nhưng mà thả quá. Rồi, bác. Lâu lắm mới gặp nhỉ? Vậy chứ. Vâng. Hôm nay cuối tuần đi được, sớm sớm đi. Nếu hôm nào thợ ra đây kiểu gì phải dùng con này. À, nó đang ngập đến đây rồi. Ngập đến đây. Ra ngày xưa sâu xuống mới như là tí. Thôi không lấy được nữa. Đây đoạn đầu ấy rồi. Mấy ông hỏi quả à. À đấy.
Ông đấy là có cái sẹo lộc đấy. Đấy cũng là rành rành đấy chứ. Rành đấy. Con đấy có cái cấu chất đặc biệt đấy. Là cái đoạn u cục đấy à? Đây là biếu cổ. Cổ đấy. Vào luôn. Và dây luôn. Đấy. Không có nhựa nó có cái sao để nó một vòng nó này thế này nó cũng vòng lên. Dạ. Để làm sao nó cũng chỉ tốt cấp này. Không. Thành phẩm nó chỉ cao đến đây là cùng. Ừ. Sao cắt giật ruột nó chùn cái tay này. Chỉ lấy ngắn không lấy dài. Bây giờ thì anh đang thả để bẻ nó về lượn được về. Sau cắt sau. Cây tường vi của ông gì nhỉ? Thành công kỳ viên ấy nhỉ? À, có cây tường vi của ông thành công kỳ viên mới kinh. Nhưng mà tất nhiên là hàng hàng đại thụ ạ, trồng cái chậu to mình đây có sai. Mà sai này mà ít. Thu nhỏ. Lưu mà trả lương là bằng lương thanh niên này, suốt ngày đi quay là lấy tiền. À, à? Đi quay lấy tiền. À. Đi quay lấy tiền. À. Thế thì hay quá. Hay quá. Cái này bao nhiêu? Kiếm tiền cho dễ nhỉ? Cái này bao nhiêu? Cái này chưa có giá. Có dễ. Quay cái là lấy tiền. Quay cái là lấy tiền. Đang quay cái này để lấy tiền đây. Đó, tiền hợp lý không? Còn như người vẫn chỉ cứ giặt thôi. Nhìn như người à, thường vì cắt 5 hôm, 4 hôm là lại. Nhanh sợ. Đó, lộc đỏ một loạt luôn. Một là lại, hai là ba. Nhanh, mà nó mua mưa này thì nhanh. Nhanh nhìn thấy luôn đấy. Đấy ca Dũng ngắm gì đấy. Vào được không Dũng? Vừa bán cây và vừa hướng dẫn luôn. Kia nó lấy là chính. Chủ yếu là nhiều người like cho nên. Diễn. Vừa bắn cây vừa hướng dẫn là kiếm cả tiền thầy giáo, kiếm cả tiền biết ông sinh không thầy buôn này biết chứ. ông sinh à, sinh chuyên như kiểu đi quay này là lấy tiền đây. Này bao nhiêu anh? À, anh lấy rồi. Ông cây trồng thế thôi chứ có mà muốn mang đi chơi xương lắm đấy, không dễ đâu. Mang ra nhờ bác, mình chưa biết cách lấy nhiều, bây giờ ra để cho bác hướng dẫn. Cây anh đang chơi rồi. Thi thoảng lại ra chợ. Và thi thoảng lại ra chợ thì mới lại gặp được những cái cốt hay hay. Có ông em, ông ấy chuyên đi săn lùng gốc khủng. Ôi đẹp đấy mà chưa ra được à? Bán đại đi chứ. Bán đại đi, ôi trời. Dư miếng quá. Dạ. Đúng rồi, lỗ thì để tí nữa để quay lại xem nó thành hình như thế nào.